Thưa quý vị và các bạn, đáp ứng nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trong những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Sa Thầy đang tích cực chăm sóc đàn vật nuôi và các loại rau màu, hoa quả kịp phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Ông Phan Lương có hơn 40 năm gắn bó với nghề trồng rau. Để chuẩn bị cho vụ rau Tết năm nay, ông ưu tiên trồng các loại tiêu thụ mạnh như bắp số, súp lơ, khổ qua theo quy trình Việt Gáp. Trong đó các loại rau củ được ông xuống giống từ giữa tháng 10 âm lịch và dự kiến bắt đầu từ 20 tháng Chạp sẽ cho thu hoạch. Ông cho biết nhờ đầu tư hệ thống nhà vườn bài bản và tích cực chăm sóc, vụ rau Tết năm nay cho thu hoạch từ 15 đến 20 tấn. Nó tóm lại trong cái dịp Tết Nguyên đán thì có cái loại rau này nó đáp ứng với cái người yêu cầu tiêu dùng. Ví dụ như số rồi các cái loại nó tóm lại và giá cả nó có tăng hơn so với thời điểm bây giờ. Từ 20 Tết trở lại nhất những ngày Tết thì tăng một khoảng 20 đến 25%. Vì cái vườn rau của mình đảm bảo an toàn thực phẩm nên cuối cùng là các người dân mà họ có nhu cầu là họ tập trung đến họ mua là nhiều. Có khi họ đến vườn họ mua luôn, rồi rau ngoài chợ là họ cũng đến mua vì họ tin tưởng vì đã qua kinh nghiệm. Những ngày này gia đình bà Hồ Thị Lại đang tích cực chăm sóc hơn 300 chậu hoa cúc và một số loại hoa khác. Hàng năm từ tháng 7 âm lịch, gia đình bắt tay vào trồng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn xã Sa Sơn nói riêng và huyện Sa Thầy nói chung, ít người trồng hoa cúc để kinh doanh. Nhưng vụ hoa năm 2023 không được thuận lợi, nên năm nay bà giảm quy mô so với các năm trước. Trồng hoa thì được, nhưng mà so với số hoa năm ngoái là trồng lại khi bán thì nó còn quá nhiều. Cho nên là năm nay là nhà mình trồng chỉ có ít thôi. Vợ chồng mình rất là đem mơ bông, nhưng mà trồng thì bán không được. Cho nên mình không có trồng nhiều được. Thì cứ một năm mình làm thì mình cũng không có cao su, mình không có gì hết. Mình cứ hy vọng lấy vào cái dịp Tết là mình trồng hoa vậy nè. Thế là nó đắt đỏ rồi, nó ngon lành thì mình cũng mừng. Bên cạnh rau màu và hoa, heo, gà là các mặt hàng có sức tiêu thụ lớn đang được người dân trên địa bàn huyện chuẩn bị phục vụ thị trường Tết. Gia đình bà Hà Thị Hương nuôi trên 40 con gà thịt bán trong dịp Tết. Dự kiến đến giữa tháng 12 âm lịch, gia đình sẽ xuất bán. Thì lúc đầu vô mua thì cô cũng tiêm vaccine đầy đủ, mình xích ngừa đầy đủ. Rồi lúc mà lớn thì cô cũng cho ăn, lúc nhỏ thì cô cũng cho ăn cắm nhỏ cắm lớn, rồi lúc mà nó to rồi là cô bỏ, là cô chỉ cho ăn hèm á, hèm với cắm nứa cắm bắp thôi. Mà một nứa được 3-4 triệu chẳng hạn thế, thì đấy chị nhà một năm mà cô cứ nuôi hai nứa thì cứ quay vòng vậy, mỗi năm mà cô nuôi hai nứa chẳng như nào, hết nứa này cô lại mua gà con về cô nuôi tiếp. Ở năm nay có khả năng là được đạt hơn đấy, đạt hơn tại vì năm nay mình mua gà sớm phải không, rồi nói chung là không bị chết chóc gì cho nên là nó cũng đạt. Trong dịp Tết, việc mua bán thường mang lại thu nhập cao hơn các thời điểm khác trong năm. Vì vậy, người dân mong chờ một vụ mùa đạt năng suất và giá bán ổn định, giúp bà con cải thiện thu nhập, đón Tết sung túc, đầm ấm.